has been announced tonight that Kylian Mbappe has joined the 15 time. The situation is brilliant. Kylian Mbappe and Paris Saint-Germain. Mbappe is suing PSG and demanding they pay him 55 million euros. According to the... Mbappe không hội quân cùng đội tuyển Pháp, lý do là bởi anh muốn lấy lại phong độ tốt nhất để trả ơn Los Barcos. Tại sao một cầu thủ ghi 7 bàn sau 11 trận như Kylian Mbappe lại cảm thấy mình mắc nợ Real Madrid? Phải chăng chỉ vì những chấn thương làm gián đoạn phong độ, hay đó là áp lực từ việc khoác chiếc áo trắng danh giá? Có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Điều gì thực sự khiến ngôi sao sinh năm 98 cảm thấy mình cần phải làm nhiều hơn cho Real? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn, liệu đó có phải là sự kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ, những áp lực nội tại từ chính anh, hay còn là vì lý do nào khác? Như chúng ta đều biết, Mbappe hội quân tuyển Pháp đợt này. Nhưng lý do không phải vì chấn thương, nói cho đúng thì anh chẳng cần lý do chính thức nào cả. Vì với sự kiện gần đây, ai cũng hiểu ông chủ thực sự của Kylian giờ là Real Madrid chứ không phải Liên đoàn bóng đá Pháp. Didier Deschamps đã cố gắng dập tắt sóng gió bằng cách lên tiếng rằng Mbappe đang tập trung hồi phục thể lực. Vì mùa hè vừa qua, cầu thủ này đã bào sức quá nhiều ở Euro. Nhưng việc Kylian quyết định ở lại Madrid thay vì lên tuyển chắc chắn không dễ nuốt đối với nhiều người Pháp, đặc biệt là sau một kỳ Euro đầy thăng trầm khi anh phải vật lộn với một cái mũi gãy ngay ở trận đấu gặp Áo. Sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Mbappe lại trở thành trung tâm của sân khấu khi chính thức ra mắt Real Madrid. Bernabeu chật kín khán giả và chàng trai từng khiến Paris Saint-Germain phải cúi đầu trước quyết định của mình đã ngay lập tức chiếm lấy cảm tình của Madridista bằng tiếng Tây Ban Nha chuẩn chỉnh. Anh chưa tập luyện cùng đội cho đến tháng 8 nhưng vẫn ngay lập tức xuất hiện và tỏa sáng trong trận tranh siêu cúp châu Âu, đánh dấu màn ra mắt hoàn hảo với một bàn thắng. Thế nhưng dù số liệu có vẻ sáng sủa với 7 bàn thắng và một kiến tạo sau 11 trận, những màn trình diễn của Mbappe chưa thật sự thuyết phục. Chấn thương cơ gặp phải khi đối đầu Alaves cũng khiến anh bị gián đoạn và vắng mặt trong trận derby. Giờ thì Mbappe tự biết rằng mình còn nợ Real Madrid một lời hứa về phong độ đỉnh cao. Đó là lý do tại sao anh chọn ở lại Madrid làm việc với chuyên gia thể lực Antonio Pintus trong khi đội tuyển quốc gia đang thi đấu, để nhanh chóng lấy lại thể lực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhiều người sẽ chỉ trích anh, nhưng Mbappe thừa hiểu rằng những áp lực ở Real lớn hơn rất nhiều so với màu áo tuyển quốc gia, và việc anh quyết định tập trung toàn lực cho đội bóng hoàng gia là điều tất yếu. Anh biết mình không chỉ cần ghi bàn mà còn phải chứng tỏ với người hâm mộ Madrid rằng anh xứng đáng với chiếc áo trắng ấy. Tờ Marca đã đưa ra một khái niệm rất hay cho vụ của Mbappe. Mbappe đang trải qua một kỳ mini pre-season, dịch nôm na là một giai đoạn tiền mùa giải ngắn ở Real Madrid trong đợt này. Người ta ví von lần nghỉ tuyển này của Mbappe không khác gì giai đoạn tiền mùa giải của anh vậy. Thực chất là khoảng thời gian anh dành riêng để tập luyện nhằm cải thiện thể lực và phong độ, giống như một giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải thu nhỏ. Thông thường, các cầu thủ sẽ có một kỳ pre-season đầy đủ trước khi mùa giải bắt đầu để lấy lại thể lực và đạt trạng thái tốt nhất sau kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, Mbappe không có đủ thời gian để tham gia một kỳ pre-season chính thức vì anh phải cầy ải trong suốt kỳ Euro và chỉ trở về tập trung với Real Madrid muộn. Vì vậy, trong đợt nghỉ thi đấu quốc tế này, thay vì ra sân cho tuyển Pháp, Mbappe quyết định ở lại Madrid để tập luyện phục hồi với cường độ cao, như một cách bù đắp cho giai đoạn pre-season mà anh bị thiếu. Mục tiêu là để anh đạt thể trạng tốt nhất và lấy lại phong độ nhanh chóng cho phần còn lại của mùa giải. Như vậy cũng có thể thấy Mbappe đang ưu tiên Real Madrid hơn tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại. Cũng phải thôi, Real Madrid đối với Mbappe không chỉ là một đội bóng, đó còn là cả tuổi thơ và những giấc mơ cần phải được thực hiện. Thực ra, Mbappe vốn đã ở Real Madrid từ rất lâu về trước. Nhìn lại những ngày đầu tiên Mbappe bước chân vào Real Madrid, đó không chỉ là một lần thử nghiệm ngắn ngủi mà còn là dấu mốc đầu tiên trong mối lương duyên đầy duyên nợ giữa Mbappe và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Khi còn là một cậu bé mới 13-14 tuổi, Mbappe đã khoác áo đội trẻ Cadet TB của Real Madrid dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ruben de Lares. Điều đặc biệt là chính Zinedine Zidane đã mời anh và gia đình đến thăm Van der Beek, một cơ hội hiếm hoi mà rất ít cầu thủ trẻ có được. Mbappe với tài năng thiên bẩm đã nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp vượt trội so với lứa tuổi của mình. Ban đầu anh được xếp vào đội hình Infantina, nhưng chỉ sau vài ngày, huấn luyện viên nhận thấy cậu bé này đã đủ trưởng thành cả về kỹ thuật lẫn thể chất để chơi cùng đội Cadet TB. Đó không phải là điều bình thường đối với một cầu thủ trẻ. Theo những gì các huấn luyện viên ở đội bóng ghi nhận, Mbappe đã tỏa sáng từ sớm với khả năng tăng tốc và kiểm soát bóng cực kỳ ấn tượng. Dù cuối cùng Mbappe không gia nhập Real Madrid lúc đó, nhưng cái tên Kylian Mbappe đã được lưu lại tại Real Madrid.
Ai cũng hiểu rằng sớm hay muộn cậu bé này rồi sẽ trở lại Bernabeu, nhưng là với tư cách của một ngôi sao lớn. Và đúng như vậy, năm 2024, Mbappe chính thức khoác áo Real Madrid, hoàn thành một hành trình dài và đầy duyên nợ. Khi nhìn vào hành trình đầy sóng gió của Mbappe từ Paris Saint-Germain đến Real Madrid, không thể không nhắc đến yếu tố pháp lý đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo anh có một con đường chuyển nhượng trơn tru. Đây không chỉ là một vụ chuyển nhượng lớn bậc nhất ở làng bóng đá mà còn là một câu chuyện pháp lý tinh vi, phản ánh sự khéo léo của Real Madrid trong việc bảo vệ lợi ích lâu dài của họ. Một trong những vấn đề chính khiến thương vụ Mbappe kéo dài là cuộc tranh chấp pháp lý liên quan đến khoản tiền thưởng 55 triệu euro mà Paris Saint-Germain tuyên bố Mbappe đã đồng ý từ bỏ khi không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với đội bóng Paris. Tuy nhiên, Mbappe và các luật sư của anh không đồng ý với lập luận này. Họ cho rằng Paris Saint-Germain không có quyền giữ lại khoản tiền thưởng đó dựa trên những thỏa thuận chưa từng được ký kết và đăng ký với Ligue de Football Professionnel. Điều này làm cho các thỏa thuận chỉ ở mức gentleman agreement, hiểu nôm na là lời hứa quân tử. Dù không phải là bên trực tiếp liên quan đến vụ kiện, nhưng Real Madrid đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ pháp lý cho Mbappe. Đội bóng hoàng gia không vội vàng thúc đẩy việc mua Mbappe, trong khi Paris Saint-Germain vẫn còn quyền sở hữu hợp pháp đối với cầu thủ này. Họ chọn cách chờ thời khi biết rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một mùa giải, Mbappe có thể gia nhập theo dạng tự do, tránh những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Điều này cũng phản ánh chiến lược lâu dài của Real Madrid, không chỉ muốn có được Mbappe mà còn đảm bảo anh đến với Bernabeu trong tình trạng pháp lý hoàn toàn minh bạch. Los Blancos rõ ràng không muốn lặp lại những lỗi lầm như vụ Neymar trước đây của Barcelona, khi những tranh chấp pháp lý kéo dài đã khiến danh tiếng của câu lạc bộ bị tổn hại. Với Real Madrid, Mbappe không chỉ là cầu thủ, anh đại diện cho tương lai của câu lạc bộ, và để đảm bảo tương lai đó không bị đe dọa bởi những tranh chấp pháp lý, đội bóng đã cẩn trọng từng bước. Chính điều này khiến cho quá trình chuyển nhượng kéo dài và nhiều lần gây hiểu lầm rằng Real Madrid không còn quan tâm đến Mbappe. Nhưng thực tế là họ đang xây dựng một kế hoạch dài hạn với sự hỗ trợ mạnh mẽ về pháp lý. Vậy vì sao Paris Saint-Germain lại tự tin họ có thể giành chiến thắng trong tranh chấp này? Đội bóng Pháp khẳng định rằng Mbappe đã đồng ý từ bỏ khoản tiền thưởng 55 triệu euro để quay trở lại đội hình chính của Paris Saint-Germain vào tháng 8 năm 2023. Nhưng phía Mbappe lại lập luận rằng thỏa thuận đó chưa được ký kết chính thức. Điều này tạo ra một tình huống khó xử khi Paris Saint-Germain cho rằng Mbappe đang chơi nước đôi, còn Mbappe lại cho rằng Paris Saint-Germain đang cố gắng sử dụng thỏa thuận không hợp pháp để tránh phải trả tiền. Trong suốt quá trình này, Real Madrid đã chứng minh sự kiên nhẫn tuyệt vời. Họ từ chối mọi áp lực từ phía Paris Saint-Germain và tập trung vào việc hỗ trợ pháp lý cho Mbappe, đảm bảo anh đến Bernabeu không chỉ như một ngôi sao mà còn như một cầu thủ hoàn toàn tự do, không ràng buộc về mặt hợp đồng hay pháp lý. Điều này giúp Real Madrid giữ vững vị thế trong thương vụ này, tránh được những rắc rối pháp lý không đáng có trong tương lai. Cả Paris Saint-Germain và Mbappe đều biết rằng cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài, nhưng Real Madrid vẫn tự tin rằng họ sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Sự tự tin này đến từ việc họ không chỉ là một đội bóng mạnh trên sân cỏ, mà còn có một đội ngũ pháp lý vững chắc để bảo vệ lợi ích lâu dài. Họ không chỉ muốn Mbappe trở thành biểu tượng của tương lai, mà còn muốn đảm bảo anh sẽ gia nhập câu lạc bộ một cách hợp pháp, không để lại bất kỳ một dấu hỏi nào phía sau. Với tất cả những yếu tố pháp lý phức tạp đang diễn ra, không thể phủ nhận rằng Real Madrid đang xây dựng một pháo đài pháp lý để đảm bảo sự nghiệp của Mbappe tại Bernabeu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tranh chấp từ Paris Saint-Germain. Và nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch, Mbappe sẽ không chỉ là ngôi sao của Real Madrid mà còn là biểu tượng mới của bóng đá thế giới. Mbappe chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng sau một mùa hè đầy biến động, nhiều người tin rằng anh sẽ bùng nổ ngay từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện lại chưa thật sự ấn tượng, có thể do anh đang phải thích nghi với môi trường mới hoặc đang chịu áp lực lớn từ chính mình và từ câu lạc bộ. Dù vậy, Real Madrid đã hỗ trợ rất tốt để giúp Mbappe tìm lại phong độ. Họ thậm chí còn trao cho anh quyền đá phạt đền, một đặc quyền không phải cầu thủ nào cũng có được. Đây là cách để anh từ từ lấy lại cảm giác ghi bàn và sự tự tin trong trận đấu. Nhưng điều này có đủ để đưa Mbappe trở lại đỉnh cao hay đây sẽ là giai đoạn khó khăn hơn nhiều người dự đoán? Một điểm đáng chú ý là mối quan hệ giữa Mbappe và Vinicius. Hiện tại Vini là ngôi sao hàng đầu của Real Madrid và cái tôi của anh không nhỏ. Nhưng bất ngờ là Vinicius đã rất tích cực hỗ trợ Mbappe, tạo điều kiện cho anh tỏa sáng trên sân. Điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào Real Madrid có thể quản lý tốt sự cạnh tranh ngầm giữa hai ngôi sao lớn? Liệu Real có đang xây dựng một kế hoạch dài hạn để biến Mbappe trở thành cầu thủ hàng đầu câu lạc bộ, vượt qua cả Vinicius trong tương lai? Nếu đúng vậy, có lẽ chúng ta sẽ thấy một chiến lược truyền thông mạnh mẽ giúp Mbappe không chỉ thành công trên sân cỏ mà còn trong cuộc đua giành các danh hiệu cá nhân như quả bóng vàng. Dĩ nhiên rồi, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu Mbappe chơi đủ tốt. Mbappe chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao số 1 của Real Madrid trong tương lai. Điều này nằm trong kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ. Hiện tại Real Madrid đang hết sức hỗ trợ cho anh vượt qua giai đoạn khởi đầu khó khăn. Dù phong độ chưa đạt nhưng kỳ vọng việc câu lạc bộ tạo điều kiện tối đa cho Mbappe, từ quyền đá phạt đến những hỗ trợ về mặt chiến thuật,
tất cả mọi động thái đều cho thấy họ đang đầu tư lớn vào sự phát triển của anh. Real không chỉ tập trung vào kết quả ngắn hạn mà còn xây dựng hình ảnh và vị thế của Mbappe như là cầu thủ hàng đầu trong tương lai. Việc Vinicius dù đang là ngôi sao hiện tại sẵn lòng hỗ trợ Mbappe là một phần trong chiến lược tạo sự ổn định và đồng đội xung quanh Mbappe. Dễ thấy Real Madrid đang chuẩn bị tất cả để Mbappe có thể bùng nổ và trở thành biểu tượng mới của đội bóng hoàng gia với sự hỗ trợ tối đa từ câu lạc bộ. Cuối cùng có lẽ điều khiến Mbappe cảm thấy mắc nợ không chỉ là con số bàn thắng hay sự kỳ vọng của khán giả, đó là vì anh hiểu rằng Real Madrid không chỉ là một câu lạc bộ mà là một giấc mơ cả đời anh theo đuổi. Mbappe không chỉ muốn chứng minh mình xứng đáng với chiếc áo trắng mà còn muốn ghi dấu ấn như một biểu tượng mới của đội bóng hoàng gia. Và để làm được điều đó, anh biết rằng mình cần phải nỗ lực hơn bao giờ hết, không chỉ trên sân cỏ mà cả trong sự tôn trọng và cống hiến tuyệt đối dành cho câu lạc bộ đã đặt niềm tin lớn vào anh.